Đây là con gái lớn nha. Coi như là năm nay năm cuối. Năm 12 học kỳ 1. Dịch bệnh nên chỉ mới vô trường có 1 tháng mấy à, còn nhiều là học online. Rồi tới học thi mà thi học kỳ 1. Thi học kỳ 1 mà tự nhiên xiên cơ bằng là không thể tả luôn. Kêu ba kia kêu 5 giờ sáng dậy đi học bài đủ thứ ha. Trời ơi, ép ba đặt chơi báo thức 5 giờ sáng học bài này nọ xiên. Rồi em Tâm Mì á mới nói á, chị Hai xiên học chắc là chị Hai sợ ba cho đi bán vé số, tại vì ba nói á, nếu mà đứa nào mà học dở thì góp được là ba cho đi bán vé số. Rồi không biết chắc suy nghĩ sao đó, sợ một là sợ đi bán số hay gì đó nên á hả xiên đột sức luôn. Còn hồi xưa hả học hả nói chung là khó tả lắm chứ không phải xiên giống vậy đâu nha. Học online hạng tư nó mới ghê chứ. Trời ơi, video này đưa lại để dành cho con cháu nó xem nha. Đây là chị Hai Chessy nha. Chị Hai Chessy sau này có thể là cô Hai Chessy, rồi có thể là thành bà Hai Chessy, rồi bà cố Hai, bà cố bà có Hai Chessy lưu lại lưu lại sau này cho con cháu nó coi chơi coi. Hôm nay là 12 tây tháng 1 năm 2022, mùng 10 tháng 12 2021 âm lịch, có nghĩa là gần Tết. Quay cái mặt chị Hai Chessy gần gần coi cho bà con coi coi đến cái bụng hả. Học bây giờ là 9 giờ mấy à. Nói chung là thức từ 5 giờ sáng á, học từ tới 9 giờ mấy tối á. Nhưng mà kêu ba kêu 5 giờ sáng giật giò kêu dậy, xong rồi bò dậy qua phòng bên kia nằm ngủ tới 9 giờ mới dậy. 4 tiếng như vậy. Trời ơi nhục quá chị Hai Chessy à. Nhưng mà nói chung là tinh thần có tinh thần học, ngồi bấm gì đó biết nữa. Đúng rồi, xuống bếp học luôn nha, tại vì sợ trên phòng không yên tĩnh, xuống bếp ngồi bàn ăn học đó vậy đó. Bữa chị Hai ôm đồ lên phòng lầu 2 học, nhưng mà có con dán xuất hiện nên chị Hai với chị Ba bỏ chạy. Mà trong phòng chị Hai chị Ba thì có em Tâm Mì ngồi học online chung, ba chị em học chung. Nên bây giờ ôm máy rồi xuống nhà bếp học luôn. Bây giờ mấy giờ ngủ đó ba nghe coi. Trời ơi, học gì tới 11 giờ mới ngủ. Bộ định không cho ba ngủ, không cho ba mẹ ngủ. Rồi vậy nha, cố gắng nha, thành công nha, thi 10 điểm nha. Ngày mai thi môn gì? Thi toán với sử. Sử thì học bài đúng không? Còn con là học giỏi toán đúng không? Gì vậy? Trời ơi, gán lên nha, gán toán cỡ 9 điểm cũng được. 5 điểm. 9 điểm là được rồi. Rồi. Vậy nha. Chúc ba see you game.